Ok, chào mừng anh em đã đến với buổi webinar định kỳ của Enzebro. Về chủ đề là Senior Software Engineer tại Big Tech thì cần những kỹ năng gì? Và lại là mình MC Lâm làm Software Engineer tại TikTok Singapore. Thì rất là hôm nay rất là vui mừng khi chào đón hai khách mời của chúng ta cũng là hai cựu học viên cực kỳ profile cực khủng. Một là anh Quách Hà Trấn Thành đang là staff luôn nhé, staff engineer OKX. Hai là anh Huy đang là senior software engineer tại Shopee. Thì thực sự ấy là do đợt này tổ chức cũng rất là cảm ơn anh em, tại vì do là học viên cũ của EZBRO thì chẳng mời nó cũng dễ hơn tí. Ok, thế thì thực sự ấy là anh tất cả mọi người anh em ở đây đều từng trải qua cái scope senior software engineer rồi, nên là em hy vọng là trong cái buổi webinar lần này ấy, thì em nghĩ là sẽ truyền được nhiều cái kinh nghiệm cho các bạn hỏi. Ok, thế thì chắc là đến phần giới thiệu tí nhỉ. Anh Huy đầu tiên nhé. Ok thì chào mọi người, mình là Quy ha. Thì ra thì mình cũng cũng làm lâu rồi, thì cũng hơn 10 năm rồi. Thì kể về hành trình trước đi thì từ từ lúc ra trường đi ha, thì đi làm ở Zalo. Zalo thì hồi đó nó cũng là lúc mà mình soi vào Zalo thì nó mới start cái gọi là phiên bản demo thôi. Cái launch cái alpha beta rồi thôi, chưa có ra cái version chính thức luôn, thì mình start ngay từ lúc đó rồi. Thì ban đầu thì cái hành trình của mình là lúc đó thì apply vào VNG á, thì cũng lúc đó cũng chưa có cái khái niệm gì về là backend, frontend hay mobile hay gì đâu. Thì lúc đó mới ra trường mà, nên cứ có việc làm trước đã tính sau. Thì thật ra thì cũng cũng phải nói là hồi đó thì nó dễ kiếm việc hơn bây giờ nhiều. Hồi đó thì cái dễ lắm, nộp lại cứ nhà dính, nộp là dính rồi. Tuyệt vời. Fresher thì bao nhiêu thằng là bên VNC nó không có bao nhiêu, chứ còn bây giờ nghe nói cái gì mà một cái gì mà vài chục đứa thì nó chỉ chọn một người vậy đó. Thì hồi xưa thì nó dễ hơn ha. Thì apply lại hai cái team, một team là backend với một team là mobile. Thì team mobile nó gọi trước, rồi sau đó mình join vào Zalo luôn, là làm ở team mobile, là làm cái chức năng là voice call, voice IP của cái thằng Zalo, là chuyên về xử lý audio với chất lượng, tăng cái chất lượng cuộc gọi bằng cách áp dụng mấy cái mà encode decode của cái audio đó. Và sau đó thì mang tiếng là làm mobile, nhưng mà ra lúc đó thì có toàn là C cộng cộng thôi, làm trực tiếp với mấy cái library xử lý âm thanh thôi. Cũng không có làm gì nhiều về về về, về phần UI hết. Rồi sau đó thì mình chuyển qua một cái công ty thứ hai là startup, làm ở Zalo cũng tầm 2 năm. Lúc đó thì cái cũng kể luôn cho mọi người về cái giai đoạn làm ở đó. Phải nói là nó lúc đó Zalo nó quyết tâm lắm, nó làm phải gọi là ngày đêm luôn á, tức là làm không phải là 996 như tụi Trung Quốc này đâu, mà là 997 luôn, nó làm luôn cả thứ bảy chủ nhật luôn. Là coi như là mấy thằng fresher hay là junior như mình thì không kể đi, còn có mấy ông senior trở lên lúc đó là 9 giờ sáng, 9 giờ tối, thứ bảy chủ nhật luôn, như là kinh lắm. Nhưng mà được cái là Zalo thật sự là mình làm nó mình học được nhiều cái, với lại nó cảm giác như mọi người làm rất quyết tâm. Lúc đó là Zalo thực sự là cái chất lượng, một trong những cái product Việt Nam có chất lượng tốt. Rồi tôi nhanh thôi ha, mình sẽ nhảy qua cái bước. Rồi sau đó thì sau cỡ 2 năm thì mình rời Zalo qua một cái công ty startup của một cái ông anh giới thiệu. Thì thật ra thì cũng làm lúc đó là làm mobile thôi luôn, và bắt đầu mới chuyển sang là làm nhiều hơn về quá trình phát triển app đó. Là mình coi như mở rộng cái scope mình ra đó, mình làm được nhiều cái hơn về UI UX. Còn trong Zalo thì mình làm thuần túy về xử lý âm thanh thôi, còn qua cái kia mình làm được nhiều ứng dụng, nhiều hơn ha, gần như là làm full app thôi. Nhưng mà chuyển qua môi trường mới á, thì bị một cái là nó là cái môi trường startup nó rất là, lúc đó team chỉ có 5 người thôi, chỉ mới 5 người, và mình qua đó thì mình không có học được gì nhiều, tại vì đâu team rất là nhỏ, không có gọi là không có những người senior, những người mà Dẫn dắt đúng không đóng anh? cửa đó. Và với lại Cái rất quan trọng. đúng rồi, quan trọng quan trọng. Cho nên là
cái bước đầu mà mình vô được cái công ty gọi là lớn, với lại mình có cái team lớn, mình có nhiều người kinh nghiệm, nó rất là quan trọng trong cái bước đầu. Nhưng bước đầu mình học được nhiều cái, thì cái quá trình là 2 năm ở cái chỗ startup đó, thì thật sự bây giờ nghĩ lại thì nó hơi hơi tiếc, hơi tiếc. Tại vì đó thì cũng trẻ người non dạ, là lúc ông giới thiệu qua thì kiểu như lương ở chỗ cũ là 20 triệu á, cái ông giới thiệu ở đây là anh cho mày hẳn 22 triệu luôn, ví dụ vậy. Mà đó Nó 20 to lắm, triệu hồi đấy chắc là là to lớn, lắm là phải to nha, chứ không phải như giờ đâu. đó. Ừ đó, cái Là khoái quá, tự nhiên 20 qua đây 22, nó có trẻ người non dạ đâu tính gì nhiều, thôi không. Ừ, nhưng mà bù lại nó bị mất nhiều cái, mất nhiều cái, nhưng mà thôi, cũng có kinh nghiệm, cũng có kinh nghiệm. Nó làm ở 2 môi trường là công ty lớn, làm được cái specific vô một cái lĩnh vực nhưng mà mình deep dive vô nó, với cái thứ hai là làm startup thì mình làm nhiều đó. Rồi sau đó thì làm 2 năm đó là thấy không ổn rồi, cái này cứ cày sực cày lụi hoài, mình sẽ không đi được tới đâu hết. Rồi bắt đầu mới mới đi đi tìm công ty, thì lúc đó mới phỏng vấn vô là bên đây là Shopee, nhưng mà thật ra thì lúc đó mình phỏng vấn vô là Garena đó, thì gọi là Garena chứ thật ra không có làm game, mà vô cái gọi là cho công ty mẹ là C á, thì cũng phỏng vấn vô đây, thì cũng là gọi là may mắn hay vô đây, thì bắt đầu cũng rau được nhiều hơn, là tức là VNG thì đúng là ok, nhưng mà nó là môi trường Việt Nam, thì công ty Việt Nam thôi, thì thật sự mà so với bên bên là tech company như là Shopee rồi đó, hay là những công ty bên Sing đó, thì VNG thì thực ra nó cũng không bằng đâu, nó không bằng đâu. Thì qua đây lại học được nhiều cái mới nữa, được tiếp xúc với nhiều người mới rất là giỏi từ 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 bên Sing. Và lúc đó thì Shopee nó về Việt Nam nó tuyển người thì nó cũng cũng tuyển chọn khá là ok, nó tuyển những cái bạn mà good không á, thì apply phỏng vấn pass sơ được. Vô đây thì mình làm việc chung thì mình thấy đa phần là giỏi không mà, như là Trấn Thành là cũng cũng là vô chung đợt với Quy, good luôn, very good, rất là giỏi. Em không ngành mà em nhớ chính xác là như mình vô chung một ngày luôn như vậy. Không, anh vô trước em, anh đợt anh vô là anh đi qua bên không biết không nhớ, nhưng mà anh nhớ anh đi qua Sing trước rồi anh mới về Việt Nam. Và tại vì lúc mà em vô rồi xong rồi 3 4 tuần sau thì em mới thấy anh. À tại vì đi qua Sing á, qua Sing Đúng rồi. training 2 tuần, 2 3 tuần đó, thì vô đây thì ok, học được nhiều cái, qua đây rất là học nhiều cái, nhiều bạn trẻ rất là giỏi, Trấn Thành rồi nhiều bạn khác nữa, nói rất là chăm, tụi này rất là chăm luôn, nói là như vậy. Với lại có anh sếp cũng cũng ok nữa, anh gọi là Xem Vincent, ok. Nói chung là qua đây là học được rất là nhiều quá, coi như là cái breaking point, breaking chain. vâng. Qua đây thì Thay đổi khuôn ok, mặt rất đúng là không, khuôn mặt cuộc đời đúng không. à, cố gắng cuộc đời chứ, mà còn còn mà cố đấm ăn xôi với chỗ cũ thì nó thật ra không đi tới đâu hết. Dạ. Em nghĩ Yeah. là anh vào đấy sẽ gặp được nhiều cái người có mindset nó rất là tốt, thế cho kể là nó sẽ định hướng anh cái career này đúng Đúng không, rồi, dạ. cái đấy rất quan trọng. Thì Ok. nói chung là mô tả sơ thôi, là tới 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 đoạn này rồi, thì đó mô tả sơ rồi, còn cái khúc mà trong đây mình phải làm sao để mình roll thêm nữa, thì các đứa đi theo đi mình vô ha. Đây là Tí nữa, vâng, chắc để cho chắn rồi. Trấn Thành giới thiệu qua về cái report ấy, về cái quá trình của mình. Rất cảm ơn anh Huy nhé. Để Dạ. tới thành với anh nhé. Dạ. Cảm ơn thầy. Anh Huy, chắc là anh Huy chiếm hết spotlight của mình rồi. Không sao à, thành Không còn nhiều sao. lắm Người hút đó. nhiều. Mình đi, thật ra cái career path của mình cũng khá là giống anh Huy này. Mình cũng bắt đầu start ở Zalo. Rồi đó, vào khoảng năm 2017. Ra đúng là 2016 thì mình start fresher Zalo, thì cũng may mắn thôi, apply cũng nhiều lắm, như gửi CV tùm lum chỗ hết. Thì team mobile bên, thật ra đúng là team iOS bên Zalo gọi trước, thì mình may mắn pass được phỏng vấn. Thì sau đó mình bắt đầu thật sự là lập trình với iOS, bắt đầu coi như là tiếp cận với iOS trong vòng 4 tháng ở fresher Zalo iOS. Thật ra thời gian đó thì mình không có làm app chính mà chủ yếu là làm về research là nhiều hơn, research cũng về Camiga đồ này nọ. Thì trong khoảng thời gian đó thì đúng là giống như là khoảng thời gian rất là quý báu của thời học sinh sinh viên, thì mình học trong đó gặp rất là nhiều người giỏi, học rất là nhiều thứ và làm được một cái app coi như hiện tại là Việt Nam mình là coi như tự tin nhất là Zalo rồi. Thì làm và học hỏi, thì sau đó thật ra thì mình vẫn còn là năm ba thời điểm đó, năm 2016 mình vẫn là năm ba nên mình không được nhận chính thức. Thì tiếp tục mình lại thêm một kỳ fresher tiếp, nhưng mà kỳ này là mình làm ở Zalo Pay thêm 3 tháng. Ừ, đó khoảng 3 tháng nữa. Thì ở Zalo Pay thật ra nó hoàn toàn khác với Zalo, mặc dù prefix của nó là Zalo nhưng mà bên trong thật ra tech nó cũng khác, như nó làm về React Native đồ này nọ nữa, làm về web bridge đồ này nọ.
thì mình cũng có kinh nghiệm để làm thêm với một cái gọi là payment system, interface với web bridge rồi interface với React Native rồi. Thì điểm đó thì bắt đầu React Native nó bắt đầu nó mới hot hot thôi. Thì Zalo cũng là những công ty mình thấy là gọi là sao, dám thử những cái mới, dám thử những cái mới để bỏ React Native vào trong một cái app lớn. Mình thấy đó là một cái việc Việt Nam mình cũng đang làm rất là tốt trong cái việc là tiếp cận những cái công nghệ mới. Rồi sau đó thì do mình lại tiếp tục không được nhận chính thức, thời điểm đó thì mình cũng không được good lắm, nên là mình nhảy sang làm một công ty startup nhỏ nhỏ làm về phần mềm ứng dụng chat trong vòng cỡ 5-6 tháng gì đó. À, trong cái đó giai đoạn đó mình cũng học được rất là nhiều, giống như là mình build một cái app coi như là từ from scratch luôn, không có gì hết, build một cái app chat hoàn chỉnh mà cũng có rất là nhiều chức năng phức tạp, như vừa có video call, video call rồi instant translation trong cái message chat luôn, rồi contact đồ này nọ, thì giúp mình có một cái mindset, do mindset của build một cái hệ thống. Nói về làm việc startup thì đúng là mình không được tiếp cận với nhiều người giỏi, nhưng mà mình có được tiếp cận được một cái sản phẩm lớn, một cái sản phẩm hoàn chỉnh từ đầu tới cuối. Nó mình cũng học được nhiều, mình học cách là system ở front end build như thế nào, ở back end như thế nào, mình integrate như thế nào. Thì sau đó là năm 2017, nhưng cũng cùng một khoảng thời gian với anh Huy, thì mình được bên Rena gọi phỏng vấn, thì may mắn cũng đậu. Thì vào trong Rena thì lúc đó mình cứ nghĩ là mình làm Zalo Pay là chung với sản phẩm của anh Huy á, nhưng mà sau đó thì mình với anh Huy vô cùng một khoảng thời gian, nhưng mà mình lại đi qua bên phía bên Foodie, tại lúc đó thì bên C Loyalgina nó mới mua hoàn toàn cái Foodie luôn, thì bắt đầu nó tách dần dần cái Foodie. Thì mình là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam mà đi handover cái project của Foodie ở mà đứng từ phía bên Gaina nha. Ừ, thì mình làm những app như Now Driver, bây giờ mình gọi là Shopee Food Driver. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, rồi sau đó mình chuyển qua làm Shopee Food, coi như là cái app chính đó, cái app mà các bạn order food. Ừ, mình làm một trong khoảng thời gian đó cũng khá là vui, là mình có một năm làm với React Native, nhảy sang bên làm với bên team Singapore để mà bỏ cái Now bên trong Shopee. Như bây giờ các bạn thấy Now nó có hai app luôn, một cái app bên Shopee cũng có Now, Shopee Food, rồi có một cái app Shopee Food riêng, là cả source code nó là chung. Khoảng thời gian đó mình nhảy qua bên Sing một tháng, họ cho mình học rất là nhiều, gặp rất là nhiều người giỏi bên Singapore. Thì các thời gian tiếp tục trôi qua, thì sau đó khoảng năm 2020 thì mình cũng muốn thử những cơ hội mới bên Singapore, thì mình cũng apply phỏng vấn nhiều công ty như Grab nè, Foodpanda nè, rồi thời điểm đó là ByteDance, chưa nó chưa gọi là TikTok nha, thời điểm đó vẫn gọi là ByteDance. Thì may mắn là mình cũng có được offer, nhưng mà sau đó thì sếp ở bên C đã offer cho mình một cái tốt hơn để mình tiếp tục ở lại C, nhưng mà được qua bên Singapore làm, thì vẫn cùng một công ty thôi, chỉ là đổi công ty con, Location. đổi location, đúng rồi. Thì qua bên này thì tiếp tục mình làm cho C, nhưng mà một sản phẩm gọi là internal chat. Mấy bạn cứ nghĩ nó giống như là Slack đi, một cái ứng dụng chat trong công việc, thì ra đó là một ứng dụng phức tạp nhất mà mình làm từ đó đến giờ, nói về mặt technical, tại vì nó là cái hệ thống tin nhắn của nó đã được lưu ở client hoàn toàn luôn, server chỉ giữ message trong vòng 7 ngày thôi, nên mình ở client phải handle giống như là một backend, phải quản lý data, phải clean data, quản lý storage và quản lý sync data. Ừ, cứ nghĩ là một cái app À, nhưng mà nó rất là phức tạp ở bên trong, không? Giống như là WhatsApp vậy, nếu mà các bạn để WhatsApp thì nó không hẳn là nó lưu hoàn toàn tin nhắn trên server, mà nó lưu trên điện thoại cá nhân, và điện thoại của bạn giống như là một cái con backend vậy, quản lý mọi thứ. đó Thì lý do vì sao Thành học khóa system design ở bên Enduro đúng không? Ok, đùa tí. thì đúng là khoảng thời gian đó coi như là mình làm việc với một người sếp đó, mình cảm giác người sếp rất là good luôn, coi như trong vòng 2 năm, nhưng mình cảm giác như là cái nó bằng 4 năm kinh nghiệm của mình nhé. Là người sếp đó thì họ người đó chỉ cho mình rất là nhiều, và may mắn là người sếp đó bây giờ vẫn là sếp của mình ở công ty hiện tại là OKS. À, sau khi mình làm Ồ. C-talk xong thì mình qua bên OKS cùng chung với người sếp của mình luôn. Tuyệt Ừ. vời đấy. Ừ. Tại vì Làm gì? không phải là lúc nào cũng có thể kiếm được một người sếp tốt đâu. Đúng Và rồi. phù hợp với mình nữa. Đúng rồi. Thì người sếp đó thì nói chung là về mặt kỹ thuật đó, thì boost mình rất là nhiều, boost mình học rất là nhiều. Tất nhiên là phải rất là stress thôi. Stress là công công là rất là stress, nhưng mà rất là mình họ đang giúp mình thôi, mình đi lên cùng với nhau. Và đúng Thì là Thành đi lên thật. lên lên Mới lên xong. đúng Ok,
Ok, rất là ngon. Ừ, sau đó qua OKS đúng không? Mình qua OKS thì làm với một công ty OKS, các bạn nhìn sản phẩm giờ thật ra nó cũng khá là lớn và engineer của nó cũng gần hơn 200 người, khá là to. Làm gì với một cái sản phẩm lớn với một cái system cũng hoàn toàn khác nữa về crypto. Rồi mình có đổi coi như là career role của mình đổi tí xíu từ gọi là IC interview individual contributor sang làm leader, rồi sau đó làm manager. Hiện tại là cỡ 1 năm rưỡi. Chúc mừng bạn một lần nữa nhé, mặc dù tớ đã nghe tin này rồi. Ừ. Vẫn đỉnh luôn, thực sự đây là sự cố gắng. Ok, rất là cảm ơn màn giới thiệu rất là detail của Thành với Ánh Huy. Chắc là anh em mình sẽ quay trở lại cái topic một chút nhé. Và cần có những cái kỹ năng nào, kỹ năng gì để có thể làm được software engineer. Thực sự thì mình sẽ cố gắng là để mapping sang ở Việt Nam nó có rất nhiều cái tên gọi khác nhau hoặc là Singapore. Thế thì bây giờ để cho các bạn biết là cái software engineer thì mình sẽ cố gắng dùng cái tên là khá là popular ở Việt Nam với cả Singapore. Thì ở Việt Nam ấy là ở nước ngoài nó có nhiều tên. Là ví dụ là 21 này, hay là Google là 4 này. Microsoft thì là SDE2 hay là 62. Nhưng mà thôi anh em mình cứ hiểu ngầm với nhau, tức là sau khi mà các bạn mà mới đi làm ấy, là level 1 Software Engineer 1 thì lên một chút nữa là Senior. Thì đây là cho anh em có thể được con feel một chút để giải thích thêm. Và hôm nay thì có mình, có Thành, Ánh Huy đã từng trải qua cái role này rồi, là sẽ bring cho các bạn là những cái scope của một Senior Software Engineer nó là như thế nào. Thì chắc chắn nó sẽ không phải như Junior rồi. Thế thì ok, chắc là mình muốn hỏi anh Huy trước nhé. Theo anh ấy, là cái scope của một senior engineer hiện tại ở công ty C chẳng hạn, thì anh nghĩ là nó sẽ cần những cái gì? Về mặt gọi là kỹ năng đi ha, kỹ năng đi thì nghĩ là nó cần cái tiên quyết, cái quan trọng nhất là phải phải biết khả năng tự học là cái chính yếu, tự học là cái chính yếu. Tại vì ở đây á, có thì tùy team nha, nhưng mà có những team khó đó là leader bắt buộc là senior, là không phải chỉ là hoàn thành task được giao là xong đâu, mà phải nghĩ ra những cái gọi là improvement, với lại phải giống như kiểu tự nghĩ việc ra cho mình làm á, tự mình nghĩ việc ra cho mình làm luôn, không phải là chỉ để đợi người ta cầm tay chỉ việc rồi giao task này nọ ha. Thì tức là mình phải suggest ra là mình, ví dụ như là ví dụ ha, mình thấy một cái library mới, một cái framework mới đi, nó có thể giúp cho cái công việc của mình giống như code lẹ hơn, nhìn cái code của mình nó đẹp hơn á, thì mình có thể suggest mình apply nó một cái framework mới, library mới, hoặc là apply một cái ngôn ngữ lập trình mới. Thì nó ở đây thì nó quá bự rồi. Thì trong cái sẵn đây anh chia sẻ cái đặc thù trong bên Shopee nha, là nó quá quá lớn rồi, nó cái team engineering của nó tới cả vài trăm người, cả ngàn người rồi, thì bất cứ cái thay đổi nào cũng rất là khó để mà được apply mà ảnh hưởng chung á. Cho nên là những cái chuyện như là dùng ngôn ngữ mới hay cái gì đó thì nó rất là khó. Thì mình như phía anh thì chỉ là suggest coi là trong cái code space mình có thể refactor được gì, hay là mình suggest là mình như nãy nãy nó kể là phải apply cái thư viện mới đó, thì những cái idea đó mình lấy từ đâu ra. Đối với junior thì người ta không có yêu cầu cái đó nha, tại vì chỉ cần giao task là làm hay business task hoặc là feature task gì đó. Còn với senior thì mình phải tự nghĩ ra những cái mà mình cảm giác như là mình có thể improve hơn, rồi mình sẽ share lên trên người ta apply. Thì để đến cái đó thì mình phải, anh như anh là thường follow là Medium, hoặc là như trong cái anh làm là iOS đó, thì anh sẽ lên LinkedIn hay là lên mấy cái mà forum hay là web gì đó, mình subscribe vô những cái người nổi tiếng, những cái dev mà nổi tiếng á, thì iOS chẳng hạn, thì người ta chính nhận trên LinkedIn á, người ta hay share những cái mới mẻ hay ho lắm, là trên Medium cũng được, đọc Medium cũng hay. Mình sẽ có ý tưởng giống như là có những cái công ty nó có cái mobile engineering á, nó có hay share mấy cái blog mà mình thật ra thì đa phần thì cũng cũng rất là khó, để tại vì mỗi công ty cái đặc thù khác nhau nên rất là khó để mà bơi nguyên cái của người ta vô app ra cho công việc của mình. Nhưng mà mình sẽ có cái ý tưởng để mình cải tiến nó. À, cho nên cái mà cái kỹ năng đầu tiên anh nói là phải là tự học ha.
Dạ, bằng cách là follow mấy cái như là Medium chẳng hạn. Và một trong đây thì anh học thêm một cái nữa là cái Baidu. Baidu là cái tool search của tụi Trung Quốc á. Thì hồi đó À, giờ anh gì em đấy? là search mấy cái nguồn tiếng Anh là Google này nọ, thì thật ra thì mấy pháp sư Trung Hoa cũng hay lắm, tức là tụi nó viết bằng tiếng Tàu không mà, nhưng mà mình có thể dùng Google Translate, tức là mình cái keyword mình cần tìm bằng tiếng Anh để mình chat chat cho đó, mình dịch ra tiếng Tàu, tiếng Trung, rồi mình copy cái câu tiếng Tàu đó mình vô cái trang Baidu á, mình apply vô thì nó ra rất là nhiều nguồn phong phú, đọc nó hay hơn Medium nhiều ha. Thì Medium thì đa phần tutorial thì nó cũng 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 có những bài hay, mà đa phần là nó nhất là mấy anh Ấn Độ lên chỉ là tutorial lại những cái rất là basic hay là thôi kiểu mấy anh farm bài hay gì đó. Còn Làm bài thật. chuyên sâu thì bên Baidu có nhiều nhiều ông pháp sư Trung Hoa rất là chuyên sâu luôn, như là bên cái lĩnh vực mobile của anh đó, nhiều ông tìm hiểu rất là sâu luôn. Thì iOS là nó close suộc thì không nói, nhưng mà bên Android thì nhiều ông nó đi sâu tới mức hệ điều hành luôn đấy, nó tìm hiểu này nọ, nói chung là kinh lắm. Mình qua cái nguồn đó mình cũng học được nhiều cái kỹ thuật mới, à, kỹ thuật tự học ha. Cái thứ hai mình đòi hỏi một cái senior là anh nghĩ là cái tính sao đây gọi là sao, ownership ha. Thì cái đặc thù của bên cái tính này anh nghĩ là một cái cũng là gần như là một cái tiên quyết để mà mình có thể ra được cái sản phẩm tốt luôn á. Tức là mình xem nó như là một cái gọi là cái đứa con tinh thần, hay là một cái mình cái thành quả của mình vậy đó. Như tức là trong trong cái team Shopee thì nó quá bự rồi, mình không thể nào mình có thể mình có thì mình thường mình chỉ được làm một cái phần, một cái module hay một cụm feature ở trong cái cục Shopee bự đó thôi. Nhưng mà nếu mình có tính ownership, mình có thể xem nó như là một cái như phía, như anh nhìn nhận cái công việc của anh như là một cái gọi là một cái gì ta, cái mini app trong cái Shopee đi. Thì ví dụ ha, thì mình làm cái giả sử mình làm cái team gọi là order trong cái Shopee, thì cái mình nhìn nhận ở đây là gì, mình muốn là cái cụm module của mình là giúp cho có những cái business goal như là tăng cái số lượng order lên hay là này nọ ví dụ nào kia. Thì mình nhìn nhận như vậy mình sẽ có cái tính ownership hơn, tại vì cái công việc của mình làm á là nó đem lại doanh thu cho cái công ty và được rất là hàng triệu user sử dụng, à, ví dụ vậy. Cái tính ownership mình phải xem nó như là của mình, mới xem nó như của mình ha. Rồi gì nữa ta, cái tính chủ động, cái tính chủ động ở đây cũng rất là quan trọng đối với người senior. Thì junior như anh kể lúc nãy là thường là người ta không có đòi hỏi nhiều về cái mấy cái proactive như là communication hay nữa, thì cái đó cũng quan trọng, nhưng mà đa phần là dương nhau là được phía phía được nhận thôi, phía được nhận request rồi, được chúng ta chỉ việc thôi. Còn phía senior thì nên chủ động, ví dụ như là khi 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 mình nhận một cái task thì mình phải mình đọc nó, mình phải hoàn toàn clear nó trước khi mình làm, hoàn toàn clear nó trước khi làm. Và có chỗ nào không clear mình phải ngay lập tức mình phải chủ động mình hỏi cái stakeholder xung quanh như là PM hay là design hay là gì. Cái đó là rất là quan trọng luôn nha, rất là quan trọng luôn. Tại vì trong quá trình của anh làm mấy năm qua anh cũng đã từng gặp mấy cái như là hồi đó mình chưa có kinh nghiệm thì mình vô mình cũng ngại hỏi á, cái mình đọc technical document hay là mình đọc PhD đó mà mình hiểu sai, mà mình lúc đó thì giống như là thấy còn ngại 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 hỏi rồi các Assume kiểu. á, mấy cái tự mấy cái assumption đúng không anh? Kiểu Ờ đấy. đúng rồi đúng rồi, đừng mấy thằng assumption là làm tùm la, rốt cuộc lại thực ra mình là hiểu Sai. sai, đó là mất thời gian để mà sửa lại cái nữa. Cho nên là cái đối với người xem thì phải chủ động communication phải rất là tốt, phải là sẵn sàng là không mình cứ không rõ là mình phải hỏi, không rõ là phải hỏi hỏi bên này bên kia đó là cái kiểu. Thì cũng giống như mình fix bug vậy đó, fix cái bug trong quá trình mà dev nó sẽ đỡ cái effort hơn là fix trong quá trình mà QA test, và fix trong quá trình QA test nó sẽ càng đỡ áp lực hơn, đỡ cái effort hơn là trong quá trình mà production của mình, gặp đất của mình nó lên live rồi mình mới fix đó cái kiểu việc. Nói chung là communicate càng sớm càng tốt. Vậy gốc tóm lại là có ba cái nha, tự học, thứ hai là ownership, cái ba là communication ha. Thì đòi hỏi nghĩa là đòi hỏi người senior phải có những cái đó.
Ok, rất hay, cảm ơn anh Huy chia sẻ từ Dạ. C. Thế thì Thành thì sao nhỉ? Thành còn cả Ừ. C cả OKX okay, nhỉ? Thành Thì không biết ba là ba. Thành Ừ. có bổ sung thêm những cái thứ gì không? Ừ. Mình hoàn toàn đồng ý với anh Huy, ba cái điểm trên thì nó rất là quan trọng để từ một junior để mình trở thành một senior thậm chí là cao hơn. Thì mình cũng có một vài ý kiến mình có thể thêm. Ví dụ như mình đưa một vài ví dụ nha. Ví dụ như mình ở là junior dev đi, thì ở thời điểm đó như mình cần phải có người hướng dẫn, hoặc là để làm một cái feature đó mình không thể nào mình lãnh một cái feature nó quá to được. Những cái mình làm ra nó khá là đơn giản, hoặc là sếp chỉ đâu đánh đó thôi, như lính chỉ đâu đánh đó, đơn giản là vậy. Rồi đổi cái màu của cái button, như là làm một cái task nho nhỏ, show lên cái này ẩn cái kia, làm UI. Ừ. Thì khi bắt đầu từ từ mình trau dồi cái kỹ năng chuyên sâu của mình. Chuyên sâu ở đây á, mình có thể định nghĩa theo hai hướng: hướng về domain và cái hướng về technical. Như mình làm một cái sản phẩm thì mình vừa phải hiểu về cái kiến thức của cái sản phẩm bạn đang build. Ví dụ như là làm về Shopee Food đi chẳng hạn, thì bạn phải hiểu là nó có những cái business nào. Đúng. Rồi làm về OKX thì có rất là nhiều business ở bên trong. Rồi chắc chắn về mặt technical, khi mà bạn hiểu business, bạn hiểu technical thì từ từ bạn sẽ trau dồi cái kỹ năng chuyên sâu của bạn hơn. Nó đi về hai hướng, về domain lẫn về technical. Tiếp theo là cái cách mình tiếp cận vấn đề. Thì cái cách mình phân tích một vấn đề nó như thế nào, cái tư duy của mình có hệ thống hay không, cái tư duy logic của mình giải quyết một vấn đề không chỉ đơn giản là mình làm cho nó chạy, mà mình phải suy nghĩ đến tương lai, cái đống code đó của mình để lại là cái legacy cho người người đến sau. Thì làm sao mình thiết kế đó nó có thể dễ dàng mở rộng. Ừ. Thì khi mà các bạn làm nhiều thì từ từ các bạn sẽ build được cái mindset đó. Ừ. Và cái cuối cùng để các bạn có thể từ junior lên senior, đó là làm sao để mình có thể lấy được một cái dự án lớn. Ok, mình đã có kiến thức chuyên sâu rồi, mình có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic, tư duy hệ thống, thì bắt đầu mình có thể quản lý một cái dự án nhỏ thôi. Ví dụ như đưa một cái feature tầm trung thôi, mình có thể handle được cái feature đó. Thì từ từ cái level của mình nó sẽ tăng lên. Thì qua đó thì mình cũng phải có kỹ năng quản lý dự án. Giả sử như sếp đưa cho bạn một cái dự án medium, không không thể nào một mình bạn làm hết được, thì sếp nhiều khi sẽ đưa cho bạn ok, sẽ đưa cho bạn một junior khác. Ừ. Thì bạn với người đó sẽ cùng nhau làm, và bạn sẽ là người giống như là PIC của cái project đó. Thì làm được vài một cái project medium, rồi bắt đầu sếp sẽ tự tin đưa cho bạn một cái scope project nó lớn hơn. Rồi thì sẽ, bạn sẽ dùng những cái đó để nói ok sếp ơi, tôi đã có thể làm những cái dự án medium, những cái dự án này rồi, bây giờ tôi muốn trở thành senior. Ừ. Thì mình sẽ dùng những cái đó để chắc chắn để quản lý được cái dự án. Thì cái kỹ năng giao tiếp đó anh Huy đề cập thì nó rất là quan trọng. Giao tiếp với internal team, giao tiếp với external stakeholder, tức là giao tiếp với những người ở ở những cái bộ phận khác như back end, front end, hoặc là bên phía gồ đất, cũng rất là quan trọng để mình hiểu được và mình deliver được cái dự án. Ừ. Thì qua đó nó cũng build lên cho các bạn cái kỹ năng lãnh đạo nữa, kỹ năng leadership của các bạn, cái kỹ năng Leadership nhân của các bạn. Ừ. quan trọng. Ừ. Thì từ đó các bạn sẽ dần dần sẽ trở thành senior. Ok, rất là cảm ơn Thành. Chắc là tớ cũng có ép thêm một tí. Chắc chắn đấy là một senior ở những công ty to là không thể thiếu được, đó là mentorship đó. Thì chắc chắn là Thành hay là anh Huy là đã từng bị ở xa một bạn XYZ mới ra trường hay là thì đó, để giúp bạn support bạn on board này, hay là support bạn có thể mentor các bạn mà các bạn chưa nhiều kinh nghiệm lắm để đi qua cái project đấy, và đôi khi là phải break down task nhỏ để cho các bạn ấy làm nữa, chắc chắn là phải có cái đấy. Và cũng có một cái risk ở đây, đó là nếu mà trong trường hợp mà breakdown mà nó không ổn nên mà bạn ấy bị fail ấy, thì chắc chắn là người trách nhiệm lớn chịu trách nhiệm sẽ là các senior đấy, cũng có nghe đúng không, tại vì ownership mà đúng không. Đưa cho Thành task, Thành break như nào thì đó, đó là việc Thành, nhưng mà nếu mà Đúng feature này vậy. fail thì lại lại Ở ới Thành không, giống Thành. level của sếp thì sếp chỉ quan tâm ok, bây giờ tôi đưa bạn cái dự án, tôi chỉ quan tâm cái output thôi, còn có vấn đề gì thì tôi đè đầu bạn ra thôi. Và chắc chắn một thứ không thể thiếu nữa, đó là phải đi phỏng vấn ông khác. Cũng khá là mệt nha, chắc chắn cái này là đây là trách nhiệm của một người senior, và cái đấy là liên quan đến tuyển dụng công ty. Tại công ty nó biểu là một cái project nó rất là lớn mà thiếu người, thì những người mà cần phải đi tuyển là giao là Thành, anh Huy, nên chắc chắn là cái điều đấy liên quan đến kỹ năng đi phỏng vấn á. Ok, và chắc chắn là có một thêm một chút nữa, đó là chắc chắn là mình sẽ phải là có cái tầm nhìn gọi long long term một tí, tức là nhìn cái dự án này trong độ bao nhiêu năm,
nửa tháng một năm, chứ không phải là code chỉ biết ngày mai. Vì là Ừ. ngày xưa là em cũng chỉ là thật đấy, là ngày xưa cái thời em mới ra trường ấy cũng suy nghĩ vào service và tự động đến code đấy, mình là còn nhiều thứ lớn lao lắm muốn sửa cái này cho đẹp cho nó thỏa mãn cái bản thân, nhưng về sau càng lên cái scope mình phát hiện ra ấy, là đôi khi mình reactor ấy có thể nó hay đấy nhưng mà chưa chắc ấy nó đã phù hợp với cái dự án. Là đơn giản là chúng ta đang đang làm code, viết code để serve cái business, mà rõ Ừ, ràng khi đúng mà mình động một rồi. cái gì đó mà mình nghĩ là nó hay nhưng thực sự nó sẽ không quá hay so với công ty, nên thành ra Đúng là sẽ bớt mơ mộng hơn một chút, tức là làm gì nó thực thực tế hơn. Tại vì rồi. nói thật là ngày xưa là chia sẻ kinh cá nhân là hồi hồi mới ra trường rất thích React code, nhưng mà về sau được các anh senior bảo là đúng cái này mày làm rất hay nhưng mà nó sẽ tốn nhiều thời gian ở QA các kiểu, nó ảnh hưởng dự án, nên đôi khi là anh biết là cái đấy rất là hay nhưng đôi khi là sao nhỉ, là hoàn cảnh nó không cho phép, tức là đôi khi là mình nghĩ là thực tế hơn. Đây là những thứ là phải có, thường thường là những các senior thường thường đưa những cái đấy vào gọi là dev, tech dev đó. Thì em có thêm bổ sung ý kiến cá nhân một chút thì không biết Thành với cả anh Huy có thấy ổn Mình thấy cái đó cũng khá là hay á, nhiều nhiều vấn đề về code refactor cũng là một con đường để trở thành senior nữa. Đó là nó code refactor nó cũng có một cái điểm là mình take ownership của cái code nó lớn hơn, cái scope của mình sẽ mở rộng hơn, không? có một cái để mình improve lên cái khả năng. Nhưng mà đồng ý với Lâm là khi mà mình làm bất cứ cái code refactor nào mình phải biết được là cái mà mình đang hướng đến là cái gì, cái output của sau khi cái refactor là cái gì. Nhiều như bây giờ cái code nó xịt quá, nó không thể nào mở rộng được nữa, thì buộc mình phải refactor, thì mình đã clear được ok đó là cái mình muốn làm hợp lý. Nhưng mà giả sử như code bây giờ vẫn ok, vẫn có tính mở rộng, vẫn có, chỉ là nó không có được gọn gàng thôi, thì cái việc refactor của mình là cái cost nó bỏ qua và cái lợi ích mình nhận về là nó không có đáng để mình đánh đổi. Và đôi khi anh em đi làm có thế ấy, nó có một câu đùa thôi, nó vui thôi, tức là nó đang chạy đừng đâu Đúng mà rồi. thật thì thì là một cười thì ạ. anh chia sẻ luôn cái câu chuyện ở bên Shopee luôn. Thì thật ra mà nói thì cái code bên Shopee á, nhiều phần nó đang rất là lộn xộn luôn, nó đang rất là lộn xộn. Nó ví dụ một cái thôi là về đứng về phía team business đó, phim team PM á, product manager đó, bất kỳ khi nào mà họ apply một cái feature mới á, apply một cái feature mới vào, giống như là cái màn hình này thay đổi, giống như là kiểu đổi nút này từ dưới lên trên hay lên dưới, hay là cái flow login á, thay vì trước đó là có thêm cái step là giống như là OTP, SMS gì vậy gì đó, thì có họ họ collect mấy cái data rồi họ suggest là bỏ cái đó đi chẳng hạn. Thì bất cứ mọi cái thay đổi liên quan tới business đều có một cái gọi là feature toggle, giống như cái flag gì đó, em bật thì nó chạy theo cái feature mới, em tắt thì nó sẽ chạy cái code cũ. À, mọi người nắm tới đây ha, bất cứ cái nào đều có cái này. Nhưng mà ác một cái á, là PM làm feature mới muốn add cái đó và feature đã chạy rồi, chạy ok rồi, thậm chí là đã chạy 6 tháng 1 năm sau rồi mà họ vẫn không cho mình xóa cái flag nó đi. Thành ra trong cái code của mình á, nó sẽ bị cái vấn đề là có cái quy quyết lúc nào cũng sẽ có một cái if, đúng không, chạy cái đoạn code mới rồi eo của cái feature đó đó, nếu mà feature đó tắt thì nó chạy đoạn code cũ, mà cái code cũ là bảo đảm như là không bao giờ nó chạy vô nữa. Cái đó giống như là cái giống như là không phải là legacy code nữa mà unused code luôn, không còn xài nữa mà nó cứ nằm trong hoài đó. Thì nó đang bị cái vấn đề luôn, là nó càng ngày mà càng nhiều feature mới thì càng nhiều cái những cái code rác rưởi như vậy đó. Nhưng mà phía PM thì sẽ không đồng ý cho em xóa đâu, tại vì đối với họ thì chỉ cần nó đang chạy đúng là được rồi, chỉ cần nó đang chạy đúng là được rồi, họ không có muốn là bất cứ PM nào mà nghe tới cái gì mà xóa 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 là đều là thôi dẹp 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 dẹp, tại vì nó không có đạt được cái benefit gì hết về phía về phía góc nhìn của business team, mà về phía góc nhìn của engineering team như mình đó, thì rất là lợi cho mình. Tại vì mình xóa được mấy cái code vớ va vẩn, mình không cần phải maintain nó như cái kiểu. Nhưng mà về phía business team thì họ không chấp nhận, là vì nó không có đạt được bất cứ cái lợi ích gì hết về mặt business. Thì cái cách giải quyết của mình đây là sao? Thì gọi là mình mua nó đi thành một cái giống như là
mình sẽ có một cái library mà dạng như là chứa mấy cái đồ rác rưởi gì đó, tức là mua toàn bộ code trong trong main main module của mình ra, cái những cái code của bảo vận là mua ra cái ô một cái nơi chứa bảo vận thôi, rồi mình có một cái eo vô đó. Hoặc là nếu mà mình muốn refactor, cái câu chuyện refactor bên đây nó lại lại cũng có nhiều cái để nói nữa. Không được refactor luôn, tại vì bên nếu mà không có cái lợi ích gì mặt business thì là không có đụng, không có sửa code. Rất Tức là khó. bên đây thì nó thật ra thì gọi là tech company cũng đúng, mà là gọi là vẫn là e-commerce company, là phải có cái, tức là mọi cái mình làm về tech nha, là phải support được cho business. Cái đây mọi người cũng nên nắm cái này nha, là mình làm gì làm cái quan trọng nhất của mình vẫn là phải là business. Đó là cái chính yếu. Cho nên là mình sửa mấy cái đó không có được. Cho nên thì cái cách giải quyết của team team engineering là sao, thì mình như đó mình có làm thành lúc mà mình muốn refactor cái đống của Shopee Food đó, mình không có đủ mà nguồn lực các kiểu để mà QA được các kiểu đó, mình sẽ làm bằng cách là khi mà mình làm cái feature mới nào đó mà có dính tới cái đoạn code cũ đó, thì mình lồng cái việc refactor code trong cái lúc mình phát triển feature mới luôn, thì mình tiết kiệm được cái công sức QA để mà nó không có phải regression test lại cái phần mình sửa nữa. Nhưng mà ở đây em muốn nói là, thì bỏ qua cái đó đi, anh em muốn nói là trong trong mấy cái công ty lớn ấy, mình sẽ gặp một cái vấn đề, đó là nhiều khi mình phải follow thêm cái team business mà cái góc nhìn của business thì nó không có giống với mình đó, thì nó sẽ bị cái vụ là mình nhiều khi mình không có làm theo ý mình được. Thì ở đây cũng có một cái nảy sinh ra, raise một cái concern là mấy junior thì không nói là mấy senior, là làm cách nào để mà mình thuyết phục những cái team khác mà họ không có background về tech, hoặc là họ không có chú trọng về tech, như là làm cách nào để mà engineer mà thuyết phục designer về cái màn hình này là không nên làm như vậy, không khả thi hay là như thế nào đó, hoặc là engineer thuyết phục PM về cái tính năng này là không có hợp lý, làm sao để thuyết phục họ, thì có cũng nhiều cái để mà nói ha. Đó thì cũng là khá khá kiểu này cũng khá nhiều cái nó nảy sinh. Rất là khó cho anh, nên là thành ra là trên thế giới nó phát triển một cái role nữa tên là Technical Product Manager, nó giống như kiểu là line giữa software engineer và PM ấy. Nên thành ra nếu mà có một cái role đấy ở trong công ty hiện tại của anh thì có thể là anh công việc của anh nó sẽ nhàn hơn trong việc thuyết phục đấy. Đó thì để em introduce cho một tí, đó là team PM thì ở Google, Amazon nó cũng khá là nhiều, nhưng hiện tại Bên trong Shopee anh trường thấy của anh nó cũng cũng đang bị thiếu cái đó. bị Thì anh thiếu cũng đấy. suggest nhiều cái thay đổi trong phía code lắm đó, nhưng mà đều bị kẹt lại cái chỗ mà không chứng minh được nó có lợi ích về mặt business. Mặc dù về phía engineering thì nếu mà mình sửa được cái cách đó mình sẽ rất là nhiều lợi ích, như là CPT, là tức là anh em code thì một cái code base nó clean, nó không có những cái messy code đó, thì anh em code sẽ rất là nhanh. Nhưng mà cái vấn đề này cũng nhiều cái để nói này nha, như thế nào là một cái code clean, như thế nào code messy, cũng nhiều cái topic, cái nghiên cứu về mấy cái đó nữa. PM rất là khó hiểu cái đấy đúng không? Rồi mình Thành nói là ra tăng tăng cái tốc độ của dev lên thì mình làm đấy rất là khó chứng minh nữa. Giống như mình nhìn một cái đoạn code mình nói có tính readable readable cao với một đoạn code readable thấp, làm sao mà chứng minh. Ví dụ với nhiều cái cả phải đang chứng minh nói cho một người không có background technical nó cũng thậm hơn chí nữa là đấy. chứng minh cho một cái người có background tech mà nhiều khi người ta không có cùng quan điểm với mình cũng khó nói nữa. Có. Nhiều cái để nói. Thật Còn ra cái đó cái mình đây cũng là cái vấn đề của hay những cái topic mà anh em senior cũng nên, mình cũng nên tìm hiểu đó, mình nên cái senior. Nhiều cái topic mà nó, tức ha. là junior thì chỉ cần hoàn thành task thôi là ok rồi, nhưng mà senior thì lại thêm những cái như là phải sao cho code lẹ, code nhanh, code đẹp, mà sau này fix bug nó dễ hay là cái kiểu nữa, thì đó. Thực sự anh Thành với cả anh Thành với cả anh Huy được đưa ra anh quan điểm về những cái gọi là thứ cần thiết, skill cần thiết ở Big Tech ấy. Hôm nay ấy, lý do tại sao mà em tạo ra cái này để là cố gắng là để đưa một cái góc nhìn khác, khi mà có rất nhiều các bạn cứ bảo là làm senior là chỉ cần là tại sao là cứ hơn thua mấy cái công nghệ, là biết cái này không biết cái kia không, mà chưa bao giờ ít khi đả động đến những thứ cần khác. Tại nói thật là đúng, tech là phải biết rồi, nhưng mà đôi khi ấy, biết bao nhiêu cho nó vừa, tại vì thực sự nó rất là nhiều, tôi biết một khoản đấy nào đó thôi, nhưng mà mình cũng phải chú trọng những cái thứ khác nữa, như ngoài tech ra.
đó, ví dụ như anh, như ít nhất là như em thấy của anh Huy là anh Huy cần phải có cái communication skill rất là tốt để có thể Đúng thuyết rồi, phục đúng rồi. Ừ, thành đúng rồi. đấy, để có thể thuyết phục à tại sao làm cái này nó hợp lý, tại sao hôm nay là phải refactor code như nào như kia, rồi phải chủ động communication, không khác gì một người kiểu businessman đến từng bàn, từng gõ cửa từng nhà, đây tao cần cái này cái kia, anh em tổ chức cuộc họp meeting, book phòng các kiểu, làm đủ hết các thứ đúng không anh, rồi mentor hôm nay là lên lịch mentor hôm nay đi interview, rất là nhiều thứ chứ không phải là cứ biết thêm vài cái ba cái tech, nó là cần nhưng mà nó thực sự là chưa đủ Ừ. à, đúng không Ừ, à. qua mình cũng muốn ép thêm một số cái như như các bạn để ý những thanh niên Ấn Độ đó. Đấy là mình có ai nói là mình có thể giỏi nhưng mà làm sao để người ta biết là mình giỏi, đó là một cái kỹ năng nữa. Và nếu như các bạn để ý ở trên YouTube hoặc là trên Medium thì các bạn Ấn Độ làm rất là tốt cái việc đó, tức là cái việc nói, cái việc communication, việc show off. Gà nói show off thì cũng hơi quá nhưng mà đúng là cái đó rất là cần thiết. Thì các bạn giỏi về tech nhưng mà các bạn không nói cho ai biết hoặc là các bạn không thể hiện ra cho ai biết hết thì làm sao các bạn có thể grow grow mình được. Đúng À, chung chung. trong trong công ty của mình cũng biết một số người họ tech đảm bảo được, họ rất là giỏi nhưng mà về mặt communication có thể là họ ngại, họ không tốt nên là họ khó là đi xa, có thể là họ sẽ bị chững ở một cái mức nào đó và họ không thể nào đi lên được nữa. Đúng rồi, xin bổ sung thêm, anh xin bổ sung thêm ý của Thành thôi, là cái đó, cái mà chủ động gọi là, chủ động gọi là, thể hiện đi ha, cũng cũng rất là quan trọng. Mình thể hiện đây không phải là cái gì đó gọi là mình gọi là khoe khoang hay gì hết, nhưng mà ý là mình có skill có gì này mà mình không có show ra thì nó chỉ thiệt thòi cho mình thôi, tức là mình cắm đầu mình làm mình mà mình không có communicate với bên ngoài, mình không có show ra bên ngoài, mình không chủ động mình success, tức là trong à, ví dụ như là trong mấy cái meeting hay trong những cái gì mà có đông đông người, đặc biệt có sếp em á, thì nếu mà mình chủ động được rất là nhiều, mình suggest nhiều, mình nói được lên cái ý kiến của mình thì nó rất là có lợi cho mình nha. Đó, rồi mình, nhưng mà ở đây cái vấn đề nữa là làm sao mà có được cái gì đó trong đầu để mình nói ra, thì bắt buộc là như quay trở lại cái Thành vừa nói hồi hồi lúc nãy, là cái hai cái là technical với cái domain gì đó như em nói đó, thì anh em đây là nếu được đó, thì mình phải nắm rất là kỹ, gọi là rất là kỹ luôn nha, cái domain mình đang làm, tức là nó có những cái flow gì, những cái gì 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 nắm cực kỳ kỹ luôn. Để chi vậy, tại sao, tại vì khi mà có cái sự vụ có giống như có issue có gì để xảy ra, mình có thể nhanh chóng mình đưa ra cái ý kiến của mình. Tại vì tại sao mình nhanh chóng được, tại vì mình nắm nó rất là kỹ rồi, nó flow nó chạy làm sao, nó qua những cái class nào hay là những cái gì mình nắm rất là kỹ rồi. Ví dụ như sếp hỏi vô tại sao cái này nó bị như vậy, không phải lỗi của mình nha, sếp chỉ hỏi chung trong group thôi, ngay lập tức mình trả lời được liền. Đó là cứ vậy qua ngày mưa dầm thấm lâu thì mình sẽ trở thành một con người có giống như là có uy tín gì đó, gọi là có độ tin cậy trong team gì đó. Thì à, anh em nên nắm cái này, anh thấy cũng rất là quan trọng nha, nắm kỹ cái domain của mình. Về cái tác cái kỹ nghiệm mình nói kỹ rồi, nhưng mà cái domain của mình, cái mình đang làm cũng quan trọng nha, để mình trở thành một con người đáng tin cậy trong mắt của sếp với lại mọi người. À, chủ động nha, chủ động communicate, chủ động raise trong meeting thì chủ động nói cái kiểu rất là nhiều. Thậm chí là khi giao task mà mình cảm thấy cái task đó khi khó đi, khó nhưng mà cái scope với cái tầm ảnh hưởng của nó cao thì mình được, thì mình chủ động mình dành cái task về mình làm luôn. Cái impact của cái task ở đây là impact về thứ nhất là vẫn là về quan trọng nhất là impact cho cái business. Nhưng cái task của mình làm mà ảnh hưởng vô mấy cái main flow như là order này nọ, thì cái đó là thì khả năng lên lên dĩa cũng rất cao. Ở đây anh em nói vui trong đây đó là khả năng lên dĩa là sao, tại vì trong đây nếu mà gây ra lay su á, thì phải vô một cái meeting rồi nói chuyện với một ông sếp cực kỳ to luôn, cao chức luôn, rồi phải giải thích cho ổng tại sao lại xảy ra cái này này nọ, anh em gọi trong đây là lên dĩa. Nhưng mà bù lại nếu như mình trở thành cái PIC cái của cái flow chính yếu đó thì nó rất là lợi cho mình. À, tại vì cái đó là cái đem lại tiền cho công ty, ví dụ vậy, mà mình lại là người PC chính của cái đó thì mình cũng cũng hiểu được cái scope của mình, cái value của mình nó tăng lên rồi. À, cho nên là anh em đừng có ngại khó mà chủ động dành những cái nào mà đem lại impact cao. Ở đây cũng có một cái vấn đề anh muốn nói là có nhiều cái nha, làm cực kỳ khó, cực kỳ gọi là mất thời gian, tốn công sức, nhưng mà nó không đem lại impact thì ném cái đó ra ha.
lựa những cái nào mà nó có đem lại impact cao, có thể giúp cho mình mở cái scope của mình ra, tăng giá trị mình lên, thì mình dành để mình làm. Nó không phải là đồng nghĩa là làm cái gì cực khó là nó sẽ có impact cao đâu nha. Không không, cái đó mình phải xem xét cho kỹ. Nhiều khi có những cái nó không phải là tốn công sức lắm đâu, mà nó đem lại impact cao, mình nhảy vô mình làm đó. Mình dành làm, mình chủ động mình lấy làm. Thậm chí là tốn thêm effort cho mình, nhưng mà nó đáng, nó xứng đáng. À, có một chút chính trị trong đó. Ồ, chắc chắn Politics rồi. chắc chắn em, có. em làm trong một tổ chức rất là nhiều người, mà em gọi là không có mấy cái đó thì nó ra không có đúng đâu. Chuyện Thầy kể chính trị là nói chung nhiều là chỗ là còn có những cái phe cẩn phái thận. băng đảng. Cái đó Hiểu là gì? chắn rồi, là một Xã công hội ty thu lớn, nhỏ luôn. là một công ty lớn đa số là sẽ có vấn đề đó thôi, không chạy đi Vì đâu được. thực sự là cũng có nghe những cây là đôi khi tech cũng không quá tốt, nhưng mà biết nói, biết thể hiện, biết show, và đặc biệt là sao nhỉ, giao tiếp tốt với sếp ấy, nói chung là đường mây thẳng tiến, hoàng thượng sắc phong chỉ dụ, đơn giản lắm. Đây là nói thật, kia là real đó, để cho anh em biết đôi khi thực sự đôi khi nó những thứ, những cái tồn tại, nhưng mà đôi khi Không, với lại cái này thật ra thì cũng không phải là mình cái gì là gọi là xấu gì hết, chỉ là mình chỉ là muốn mình tạo thêm cái impact thôi, từng tí thôi, chỉ là mình muốn tạo thêm impact nhiều thôi, chứ mình không phải là gì gọi là tiêu cực mà gì. em rất rất thích là cái câu mà anh nói, câu là chọn những cái task mà nó tạo impact ấy, thực sự rất Đúng rồi. hay ấy. Tại vì thực sự có thể hiểu là anh em mình cố gắng chọn những cái task nào ấy, nó thông minh để có thể làm. Để nói thật đấy, giống như kiểu vừa rồi là mình có nói là việc tạo code đúng không, đôi khi nó không tạo nhiều giá trị thì cái đấy là nó có thể là ít impact. Nếu mà cùng hai việc mà mình làm những cái nó có tạo impact nhiều giá trị hơn cho công ty thì nó sẽ dỡ tốt rất là nhiều. Và chưa Thì kể cái cái refactor chủ yếu là cho phía team tech thôi, tức là mình làm việc với cái code mà nó đẹp, nó thì nó tốt cho mình sau này. và Nó dễ nhìn đủ kiểu. em rất thích cái Phía thành nói, phía bên business là không có cái gì luôn, không có cái benefit nào luôn. rất thích cái thành nói ở đây nhé, đó là việc là phải show ra, phải biết nói ra, tức là biết Đúng rồi. nói, biết thể hiện ra ấy, là có hai kiểu thể hiện. Và thể hiện quan trọng nhất đó là thể hiện trong cái buổi review ấy, tranh em biết ai cũng phải rồi, đau đớn viết những cái dòng đau đớn viết tranh nói vui vậy đó. Đây là thật là em thấy là nhiều người không thích coi đâu, là viết cho anh em, ví dụ em viết cho anh Huy chẳng hạn, anh Huy cũng tự đánh giá chính mình. Thực sự đôi khi nếu mà anh em mình mà viết không tốt nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều, tại vì đôi khi những cái đấy để mang đi để có thể là promotion đó. Thì nếu mà các bạn mà không có kỹ năng viết tốt thì thực sự nó sẽ là một cái nightmare đấy, nó rất là cẩn thận. Giờ giờ review review ngon lắm em, văng lên À, thì ChatGPT. đỉnh lắm. Không ạ. Thế không biết là thực sự cái này quan trọng thật đấy, mà nhiều bạn xem nhẹ cái này nhé. Tại vì em biết là rất nhiều bạn làm rất tốt, rất hay, nhưng mà có vẻ là giọng văn có vẻ nó chưa tốt, nên thành ra là viết nó làm cho cảm thấy là mình, em từng làm bạn rồi, bạn làm impact rất lớn, nhưng bạn viết ra làm cho một người bình thường như em đọc ấy thôi mà em cảm thấy sao Rồi, nghe cái quan trọng. cái đấy. Mà rõ ràng là khi mà cái technical issue ấy, rõ ràng là các sếp, các kiểm chief manager là họ xem tiến độ công việc thôi, chứ thực sự thì cũng chưa chắc là họ đã có thể là biết là cái này nó khó như nào đâu. Đúng rồi, Tính chuẩn nghĩ chuẩn. suốt mà. Nhưng bây giờ mình không nói ra được thì làm sao họ biết được? Mà đến chính mình còn thấy không khó nữa, thì nói gì sếp? Đúng không? Mình biết bảo nó không khó thì sếp là tin, ừ đúng không khó. Đó, nên thành ra từ em thật là đây cũng là liên quan đến Ấn Độ một chút, mà do Thành nói đúng là nó hay hay thật. Đôi khi cũng có biết một số cây là đôi khi chỉ làm một gọi là improve một cái query thôi, mà ông ấy viết một câu rất hay là tăng cái speed lên phần trăm bao nhiêu, nó là nó đánh bật được ra khỏi cái bình thường ấy. Tức là đôi khi mình sửa một câu query thôi, ăn index thôi mà nhanh họ, nhưng mà họ lại có những cái số liệu rất là hay để improve, để Cho biết. nên đó mình có thể add on thêm một cái ở bên đó, cái cách mà OKS đang làm cái tech dev. Bên OKS thì nó có cái hay là cứ mỗi 2 tháng thì có một cái tuần là tech dev muốn làm gì đó làm. Thì thường để làm sao mình biết được mình làm tech dev tốt hay không á, thì nó có cái team team infra, rồi cái team infra chuyên đi collect những cái performance đó. Tức là sau khi mình làm tech dev thì cái upside nó giảm được bao nhiêu, hoặc là nó sẽ build những cái Grafana dashboard để nó check được xem sau khi cái refactor này thì nó có impact trên cái performance hay không. Thì performance ở đây có thể là memory usage, hoặc là về
cái rendering time, chẳng hạn như mình làm về mobile thì mình sẽ quan trọng những cái đó. Rồi ngoài ra có một số cái nữa nó làm, tức là nó không khó đánh giá về mặt performance nhưng mà mình vẫn có thể show up, tức là sau khi mình apply cái new architecture này thì cái mình mới mình gain được là gì, hoặc là cái technology mới mình introduce cho cái team là gì. Thì đó cũng là một số cái hay. Mình thì Ok. nó chú trọng test test mạnh. Đấy. Nhưng mà do là công ty Thành nó khá là chuộng cái này nên thành ra là những cái mà team Thành hay là Thành làm ấy nó sẽ được gọi là nó gọi là có impact Có impact đúng rồi. đó. Nhưng mà thành ra những cái công ty khác ấy, nếu mà không có những cái tiết mục đấy thì nó không dễ đâu, nên Đúng thành rồi. ra thôi một lần nữa vẫn phải nói một lại một từ, đó là cố gắng mình chọn task làm cho nó khôn ngoan đó. Tại vì nói thật nếu mà các Mình bạn phải hiểu sếp của mình, phải hiểu sếp của mình muốn gì, mình đúng, muốn công ty mình muốn gì. còn nếu mà không cái đấy thì nếu mà các bạn làm những thứ mà không cần ấy, thì các bạn biết đấy, nếu mà chỉ cần một lần review nó không tốt thôi thì các bạn có thể những cái thứ nó không hay xảy đến đâu, thực sự không ai mong muốn cả đó. Đặc biệt sau một lần review ấy, thành ra là cố gắng phải là meet expectation, tại vì nó thật là dev ở những công ty lớn ấy, trả rất nhiều tiền nên là không thể pay để làm những thứ linh tinh được, nên các bạn phải cố gắng phải hiểu cái điều đó. Thế là xong. Ok, em nghĩ hôm nay chắc là cũng rất là kỹ và clear rồi. Chắc là đến mục question đi cho các bạn đi. Các thứ cần là có nhiều đấy. Thì em sẽ có câu này nhé, là có lời khuyên nào cho sinh viên ra trường không? Ok. Hay câu này chắc là Thành đi. Trẻ anh Sinh viên mới ra nhớ. trường. Thật ra về sinh viên mới ra trường như các bạn làm ở Việt Nam thì lời khuyên của mình, tất nhiên là cái việc các bạn phải làm việc học tốt ở trường là việc hiển nhiên rồi ha. Rồi sau đó là việc là mình phải đừng ngại khó khăn, đừng ngại thử thách. Mình cứ apply thử, mình cứ gửi hết tất cả CV, mình cứ đi phỏng vấn hết tất cả các nơi. Thì mình sẽ có nhiều cơ hội, mình có nhiều lựa chọn. Thì mình luyện kỹ năng phỏng vấn thì ở engineering role đang provide các bạn một cái môi trường rất là tốt đúng không? Đó, thì các bạn có thể luyện tập những kỹ năng phỏng vấn đó. Cỡ này nhá. Là cũng, qua đó là cũng gọi là rating cao cho Long về cái khóa học. Các bạn có thể dựa trên đó thì có thể kiếm được công việc, thì cũng 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 giống như anh Huy, cũng như mình, thì mình kiếm một cái công ty nào đó nó có thể giúp các bạn grow được, các bạn cảm thấy là ok mình phù hợp với môi trường đó mình có thể trong 2 3 năm hoặc là thậm chí kể cả 5 năm mình có thể grow được. Nó có một cái room lớn, giả sử như là Zalo, nó rất là clear career path đúng không, rồi cái lộ trình mà có rất là người giỏi để mentor mình, để mình học hỏi mình. Và quan trọng thêm nữa là những cái mà các bạn sau 2 năm 3 năm các bạn có thể ghi vô được cái CV của mình, cái đó cũng rất là quan trọng. Thì nó sẽ là giống như cái bậc thang này các bạn đi tiếp lên trên cái career path của các bạn. Là bổ sung thêm đó là hình như là bây giờ cái market bây giờ nó cũng cũng không tốt như cái hồi đó ha, thì chắc là nhiều bạn cũng sẽ không có thể là không có ăn ngay được lần đầu đâu, thì đừng có nản ha, thì mình cố gắng mình luyện tiếp hay là mình thử tiếp những cái cơ hội khác ha. Tại vì cái hoàn cảnh nó khó khăn thì buộc con người nó phải phải nỗ lực hơn ha. Thì Nhưng các bạn mà an nếu mà tâm. mình nỗ lực hoài thì cũng cũng sẽ thành công thôi, tại tại vì đâu có thế nào Rồi. mà Ngày xưa em phỏng vấn 3 lần mới bắt được Zalo Fetcher mà. Rồi là cũng khó mà chứ đâu. Chứ Phải đâu phải 1 lần là ăn ngay được đâu, phải 3 lần. kiên trì đúng không anh? Và ok. Ok. Còn thời anh thì nó tương đối dễ, thời anh thì nhắm mắt nộp là nó cũng đậu. Thì Phỏng thế vấn bây giờ mày nó cần phải improve cái skill kể cả đi làm và interview. Thực sự vô. interview giờ càng lúc càng quan trọng ấy. Để Đúng không rồi. đỗ interview thì làm gì có việc. Ok, cảm ơn Thành nhé, đã giới thiệu nhé. Thực sự team mentor của Angel Pro toàn là từ Big Tech cả nên là sẽ support được bạn rất nhiều, đặc biệt là bạn nào thích vào Big Tech. Ok, đi tiếp còn tiếp theo nhé. Còn tiếp theo thì chắc là em sẽ trả lời là thị trường công việc ở Golang ở nước ngoài đánh giá như thế nào. Em đang muốn học ngôn ngữ mà đang hướng đến Go thì mong giải đáp. Thì ở nước ngoài Go nó khá là phổ biến đấy, thì các bạn biết Tech Stack nó cũng nhiều, Shopee này, Grab này, TikTok này, Uber này, có Gojek nữa, thì nó đang dùng Golang. Nói chung Big Tech dùng khá là nhiều nên thành ra là bạn chọn một Go cũng rất là ok, mà cả nó cũng không quá khó học như C cộng cộng khi mà đi sâu, nên thành ra là có thể start được. Và đặc biệt là khi học cái ngôn ngữ này nó dễ, có thể có nhiều cơ hội vào là apply back end vào một số công ty như mình kể ở trên.
Ok, thế đây một thì mình đi tiếp câu khác rồi. Cách tìm việc Singapore cho dev đang ở Việt Nam hiện nay, các công ty công nghệ có tuyển nhiều AI engineer LLM không? À thôi thì mình vế đầu đi, à xin cho dev ở Việt Nam đi, thì chắc để Thành nhé cho. Từ từ để mình coi lại câu hỏi nha. Câu hỏi của bạn là Cách tìm việc ở xin cho dev thực thì câu ra đấy về thì vế đầu đó. hiện tại bên Sing cũng đang mở khá là nhiều vị trí, đặc biệt là TikTok nữa, thậm chí cả OKX cũng có. Ngày xưa thì có Grab nữa, nhưng mà giờ Grab thì nó không nhiều, và một vài công ty vừa khác cũng, nếu như thật sự các bạn giỏi thì vẫn có cơ hội nha. Nhưng mà mình nghĩ để mới ra trường fresh grad luôn á, thì các bạn phải thuộc tầm kiểu như là chuyên về thuật toán rồi này nọ, thì nó mới mới dễ đi được. Như ngày xưa thì cái thăm mình nhớ cái năm của mình, mấy bạn mà ra trường cùng thời của mình 2017 á, thì cũng có rất là nhiều được qua thẳng bên Singapore làm ở Ghana và làm ở Shopee luôn. Thì các bạn nói rất là trong ở thuật toán, thì vô phỏng vấn hoàn toàn là giống như là phỏng vấn Big Tech gì. Thì Nó còn là theo Big mình Tech biết là mà, vẫn còn. nó cũng thế à. Còn. Nhưng mà các Ok, bạn thuộc dạng giống như rất là chọn ở algorithm để vừa mới ra trường là mình có thể qua được Singapore. Nhưng mà vẫn còn có đường, ví dụ như các bạn làm 2 3 năm thì các bạn có thể thử một vài cái công ty ở bên Singapore, họ vẫn còn đang open. Thì lúc đó thì cái algorithm đó, nó sẽ hạ xuống, nhưng mà nó sẽ quan tâm về cái technical specific của các bạn hơn, nhiều như về backend hay về iOS này nữa. à, như back end thì sẽ có những câu như kiểu computer science fundamental, anh em biết OS Ruby hỏi rất sâu rồi, Một nó hỏi được kiểu interview, và thứ hai là có thể thêm những câu xin design thành ra đấy càng càng khó mà. đúng Thế rồi, thì càng lúc còn càng khó. còn về AI engineer nhé, thì nó có nhưng mà không nhiều đâu, chắc chắn lại phải nói thật đấy, là Lâm cũng refer rất là nhiều bạn rồi, thì back end cũng chả hiểu sao lâu nhiều nhất, sau đấy là đến front-end rồi mobile, còn AI chắc là vị trí sau đấy. Thế thành ra là nếu mà đi sang kiểu là làm về AI engineer thì somehow có khi học back-end front-end mà giỏi giỏi ấy, thì nó dễ sang hơn đấy. Còn nếu mà làm AI thì người ta prefer với cái bằng thạc sĩ tiến sĩ hơn so với new grad, nó khó tại vì cái đấy đó, thì bạn thực sự cân nhắc khi mà bạn thực sự. Còn nếu mà bạn tính là học AI Engineer thì chắc mình vẫn recommend bạn đi sang nước ngoài học. Học lên cho dễ. Ok, thì tiếp nhé, Nguyễn Hoàng Long. Nhờ các anh có thể chia sẻ thêm quá trình career path của các anh trên hành trình trở thành senior được không? Thì chắc là câu này là anh Huy với cả anh Thành đã nói lúc giới thiệu rất là chi tiết rồi. Chưa đến rồi. Skip. Em có quan tâm không có X, không biết trong 1 đến 3 năm tới OK có expand nhiều team không? À, Thành nhỉ, thấy OK X thiệt kinh quá. Ok, thật ra thì cái này mình cũng không biết là có gì sẽ không, mình nghĩ là ok, tại cái thông tin này mình nghĩ cũng không hẳn là confidential. Thì ok, hiện tại đang expand rất là nhiều, expand rất là lớn, nhưng mà hiện tại thì tập trung vào tuyển local ở Singapore nhiều hơn. Nếu như các bạn mà muốn relocate từ Việt Nam sang á, thì đầu tiên phải khá là senior và phải có kết quả khá là tốt trong quá trình phỏng vấn. Tại vì các bạn cứ suy nghĩ là họ tuyển local Singapore, họ có một người local và compare với một người nước ngoài đi, thì người nước ngoài phải phải giỏi hơn hoặc là phải ngoan hơn chẳng hạn vậy, thì để họ chọn mình và relocate mình sang. Mà nó cũng một vấn đề khác nữa là cái vấn đề về về quota, tức là công ty hiện tại đang cũng khá là nhiều người nước ngoài rồi, nên đang gọi là hết quota cho người nước ngoài ở trong công ty, nên họ cân nhắc hơn là tuyển người nội địa, người bản địa hơn. Thì hiện tại OKX cũng mở khá là nhiều vị trí từ backend tới frontend tới mobile. Nếu như mà các bạn có kinh nghiệm từ 5 6 năm đổ lên mà, thì mình nghĩ là có thể bắt được cái vòng CV rồi. Hiện tại thì giờ nó đang filter từ 5 6 năm kinh nghiệm đổ lên để nó lấy senior với lại staff. Thêm bổ sung thêm Thành một chút là ngoan ở đề gì, nó ngoan đây là ngoan hơn trong đã kết quả tốt trong một phỏng vấn ấy. Chắc chắn là phỏng vấn thôi, nên thành ra là các bạn ôn luyện cho tốt, và nếu không thì các bạn phải đến bên Enzo Pro. Hiện tại đây một trong những học sinh rất đỉnh Enzo Pro, anh Thành ấy số 8 rồi, khét. Không. Ok, kể về một chút cho anh em yên tâm thôi. Ok,
Em sẽ có câu tiếp theo nhé, là senior software engineer trau dồi học hỏi kiến thức thế nào ạ? Cách sử dụng thời gian lên coi học tập trau dồi kiến thức hiệu quả. Anh Huy nhé, từ giải thích cho bạn. Thì như khúc đầu anh cũng có share qua đó thì chủ yếu anh đọc thôi. Đọc thôi thì thực ra là lúc là vô vô Shopee em vô vô xin thì nghe anh học thêm học từ rất là nhiều người về những cái này này, như là có nghĩa em biết, em còn nhớ nghĩa đúng không Thành? Thì cái bạn trong trong team đó là một bạn cực kỳ gọi là chăm đọc sách luôn, thì anh vô đây anh phải là gọi là bị ấn tượng của cái bạn đó luôn, là nó rất là chăm chăm đọc. Thì một trong những cái nãy anh chia sẻ là Medium với Baidu rồi đúng không? Với Subscribe mấy cái người dev cứng cựa ở trên, nó còn có một cái là News Weekly Newsletter đó, như là iOS thì anh sẽ Subscribe cho cái đó, Subscribe vô cái mobile thì mỗi tuần nó sẽ collect mấy cái latest news của iOS development chẳng hạn, rồi nó bắn mail về mình thì mình phải đọc ha, đọc cái đó. Thì mình với lại cái thứ hai thì Medium thì đọc như thế nào, thì Medium với lại cái Baidu ấy, thì thật ra thì mình nên dành mỗi ngày mình dành nửa tiếng gì đó mình đọc qua thôi, mình đọc qua thôi ha. Thì ở đây cái quá trình học của mình nó sẽ có ba quá trình. Thứ nhất là đọc, biết về nó là đọc nó ha. Thứ hai chuyển qua quá trình thứ hai là đọc thêm theo kiểu là chuyên sâu á, thì đọc phải là nắm vững luôn á. Và cái thứ ba cái quan trọng là cái đỉnh cao nhất á, gọi của quá trình học tập là mình làm theo nó, tức là nó cái chủ đề đúng không, mình cố gắng mình code lại thử theo nó hoặc là như thế nào, hoặc là nếu mà nó là ví dụ nó nói về một cái thư viện mới đi, thì mình thử mình pull về và mình chạy thử mình có cái demo app ha. Nhưng mà cái cách thứ cái option thứ ba này cực cực kỳ mất thời gian, mình sẽ không làm như vậy. Mà trong quá trình mình đọc Medium hay đọc những cái đó mà mình thấy một cái topic mà mình cực kỳ mình ấn tượng và cái quan trọng nhất là nó có thể apply vô cái công việc của mình, có thể giúp cho business của mình, cho team của mình, thì mình mới bỏ cái effort ra để mình chạy thử nó, pull code và chạy thử nó. Ví dụ như là có một cái có một cái vẫn quay chỉ là chữ ví dụ về library cho nó dễ, library rất là hay mà nó có thể apply cho, có thể giúp cho ví dụ như cái màn hình của mình đang xài cái library về cái table view này đi, mà mình apply cái library đó vô thì nó sẽ giúp nhanh hơn á, thì mình sẵn sàng mình bỏ effort ra để mình chạy thử ha. Còn không thì đừng có làm vậy, nó mất thời gian lắm. Anh em chỉ cần đọc qua Medium để mình có cái concept về cái đó được rồi. Có concept cái đó được rồi là cũng là tốt lắm luôn rồi đó, là hơn được rất là nhiều người rồi đó. Mỗi ngày mình bỏ thời gian mình đọc nửa tiếng, 1 tiếng. Nếu mà đọc kiểu đó thì mỗi một cái bài Medium chỉ có tốn 50 phút thôi, không có tốn nhiều đâu. Nên là chỉ cần đòi hỏi anh em có một gọi là có thói quen mỗi ngày đọc Medium. Cái thứ hai, sẵn anh nói thêm luôn là như mình làm về một cái domain ha, thì mình cũng nên biết, mình cũng nên cập nhật những cái thông tin về những cái rìa khác, như là anh chỉ làm về iOS nhưng mà cũng nên follow những cái topic và những cái khác, giống như là ChatGPT hay là AI hay là những cái gì đó để nó đang là hot trend mà mình cũng nên biết, hay là Web3 hay là crypto thì của Thành nè. Thì như anh thì anh sẽ follow cái trang là Hacker Rank á, thì Hacker News chứ quên, lộn, Hacker Rank là cái code đó. Giờ mình đọc mình thấy cái nào mà giống có vẻ hot hot đó mình đọc qua thôi, cũng là phần tí là đọc thôi chứ chứ kêu buôn sụt về chạy thử là không có thời gian đâu, mình đọc qua mình biết thôi để có mình cái concept thôi ha. Tức là anh em không chỉ là cái domain của mình cũng nên đọc thêm những cái râu ria bên ngoài ha, nó cũng cũng có lợi cho mình để mình có một cái nhìn nó overview hơn à. Đó là về vấn đề mà đọc. Và về Medium với lại Baidu không thì cũng là thấy nhiều rồi, nhưng mà anh còn đọc thêm sách nữa. Thì cái cách đọc sách của anh là anh sẽ lên cái, như là muốn tìm hiểu một cái chủ đề gì đó mình sẽ có cái keyword của nó đúng không, thì sau đó anh sẽ lên Amazon anh search cái keyword đó và xem cái sách đó theo danh sách là giống như là nhiều người mua nhất hay nhiều người xem nhất gì đó, cái mình download download những cái cuốn sách đó về mình đọc ha. Thì đọc sách thì nó cũng là nhiều cái vấn đề để nói đây nữa. Đọc sách mà đọc một lần giống đọc tiểu thuyết thì nó không có đi tới đâu đó, mình phải đọc nhiều ba lần nhiều lần, nhưng mà
Mình lựa sách nha, những cái tại vì mình không có thời gian, cái thời gian của mình rất là limit, nhưng mình phải lựa cái nào mà mình cách đọc á, mình nhảy mình đọc summary trước rồi mình thấy nó đúng cái chủ đề mà mình đang muốn tìm hiểu mình mới đọc, mới bắt đầu start vô đọc begin tới end à, chứ chứ mà đọc vô summary mà thấy nó không có khớp với cái của mình bỏ luôn đi, đừng có không không cần tốn thời gian vô, mình đọc qua một lần, hai lần, ba lần đó, và nếu mà mình thực sự mình tâm đắc á, mình có theo nó luôn, mình chạy thử luôn, mình có theo nó luôn. Cái cách hiểu của một cái vấn đề mà hiểu sâu nhất, hiểu rõ nhất là mình phải làm lại theo nó, mình phải làm lại theo nó đó, thì do mình limit thời gian nên mình chỉ lựa những cái nào thực sự mình tâm đắc hơn. À, rồi nào nữa ta, Medium sách rồi Em thấy đầy đủ phép chưa, à, chẳng chẳng nhưng mà thực sự ấy, cái kỳ ở đây nữa đó là mà khó nhất để thực hiện ấy, là consistency, tức đúng rồi, là sự nó kiên mà đòi trì. hỏi phải kỷ luật nữa, tính kỷ luật Nói rất dễ thôi, thực sự nói rất dễ nhưng đó. làm khó, thực Đó. sự phải build được cái tính kiên trì, và cái kiên trì này nó sẽ giúp bạn rất nhiều thứ chứ không phải lên mỗi channel đâu, còn nhiều thứ và đương nhiên là cộng những thứ mà anh Huy sắc gen nữa, thì cộng kiên trì cộng những thứ anh Huy sắc gen nó sẽ build lên cho bạn. À, với cái vấn đề về mặt là cập nhật kiến thức ở đây cũng xin nói thêm đó là do trong cái môi trường Big Tech thì nó đặc thù cái là mình làm ở một cái giống như là area rất là nhỏ, nó không phải như kiểu công ty startup là một người làm rất là nhiều trải dài toàn app, mà nó cô động lắm, tức là nó rất là nhiều engineer cho nên là mỗi người chỉ làm một phần rất là nhỏ, nó đòi hỏi deep dive nhưng mà rất là nhỏ thôi, cho nên nhiều khi anh em làm thì anh em không có cơ hội để mà apply những cái hot trend mới vô cái công việc hàng ngày đâu. Ví dụ thôi, là không biết ở đây anh em nào có làm về mobile sẽ biết là iOS nó có một cái là Swift UI á, là cái UI framework, thì thật ra thì nói là mới cũng không đúng, cũng ra lâu lắm rồi, nhưng mà đặc thù ở Shopee là không apply cái đó được, thì chi tiết thì không mình không mừng màng tới, nhưng mà ý là mình không apply những cái đó được, thì nhưng mà cái đó là hot trend, cho nên là nhiều 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 công ty nó ví dụ nó tuyển dụng nó cũng đòi hỏi ứng viên phải biết về cái Swift UI đó. Vậy thì làm sao đây, trong khi quá trình mình làm ở Shopee mình không có cơ hội mình làm cái đó, thì làm sao, thì bắt buộc trong quá trình em làm, em không chỉ là làm cái công việc của mình ở ở công ty, thì mình có thể nói vui đó là cái việc là cơm áo gạo tiền, cái mình phải làm ha. Ngoài ra mình muốn survive, mình muốn keep up date, mình muốn put up with với những cái đó, thì mình bắt buộc mình phải bỏ cái công sức mỗi ngày ra để mình theo kịp những cái đó. Ngoài ra không có cách nào khác hết, tại vì cái công việc hàng ngày của mình đâu dính tới nó đâu, mà cái thị trường ở bên ngoài nó đòi hỏi cái đó rồi. Chỉ có cách duy nhất là phải bỏ công sức ra để mà update những cái đó. À, thì ngoài ra không có cách nào khác đâu. Không, muốn bắt buộc phải như vậy. Đó là những cái mà mình phải bỏ effort ra để mình làm, mà chứ không phải đọc cho vui được, đọc cho vui thì không không ăn được đó, phải phải bỏ công sức ra code lại thử rồi các kiểu, rồi run thử các kiểu tùm lum hết, mất thời gian lắm, nhưng mà buộc phải làm như vậy thôi để mình survive à, sống sót đó. Em nghĩ chắc chắn là phải như thế, tại vì giờ càng ngày càng khó khăn, đào thải nó cũng nhiều, mình phải cố gắng làm strong mình, và những cái sắc xe của anh Huy em thấy vô cùng hữu ích luôn. Nhưng mà tại Ok, vì anh thấy anh em hay bị cái là anh em xoay quanh cái daily daily task của mình, công việc daily work của mình, công việc hàng ngày đó, nhưng mà thật ra cái đó thì nó nhiều khi nó đang ở đây, nó đang là vậy, nhưng mà chỗ khác nó không phải, nó cần cái đó ha. Thì mình cũng có thêm một cái động lực để mình học cái mới, không phải là cái gì hết, để survive thôi đó, ghi đấy. mình có một cái add-on nhỏ à, là kế tiếp là mình đi phỏng vấn để mình coi bên kia nó đang dùng gì, mình về mình học. Ừ, chuẩn luôn, chuẩn luôn, cái này cũng cũng anh cũng quên nói á, anh em lâu lâu cũng phải lên phỏng vấn lần, thì không phải là nhiều quá thì cũng nên gọi như là biết ở bên ngoài nó đang là cái gì rồi đó, cũng quan trọng cho mình đó. Cũng quan kể trọng cho quan anh trọng một một chút, đó là anh Huy với cả anh Trấn Thành ấy là đều là cựu học viên của Enzo Pro, vào chúng mình ấy có những cái buổi sharing rất là đều đặn về những cái interview của các học viên khác từ cộng đồng ấy, thực sự là sức người có hạn thôi, một người đi phỏng vấn thì vài gái là cùng, nhưng mà do ở là một trong một cộng đồng đi phỏng vấn interview rất là lớn của NG Pro ấy, nên là anh em cũng có thể learn được từ đây, và cái này là rất là đặc thù của học viên NG Pro.
giờ nó gần 1.000 bạn nên thành ra là những cái buổi interview mới hoặc là những cái update mới thì đều được bọn mình mang ra Discord rồi. Thực ra đây cũng là một cộng đồng rất là hay để có thể biết được là các bên phỏng vấn như nào, lương ra sao, đặc biệt là lương khi để cảm thấy sao thì anh em, tại vì thực sự là ai cũng muốn viết code để mà cái dòng code của mình nó giá trị nhiều nhất, thực sự là giá trị anh em hay nghĩ là tiền nên thành ra là một bên trả 10.000, một bên trả 100.000 thì chắc sao anh kia. Ok, nó cũng là cái hay để cho các bạn biết. À, còn một cái cũng quan trọng là cái này chắc cũng cũng thường thôi, nhưng mà mình cũng nhắc để anh em nào mà chưa có gọi là good đó, thì mình practice nhiều hơn là cái tiếng Anh. À, cái quan trọng đó, giờ là cái này cũng cũng tầm thường nhưng mà cũng nên nói ha, là để cũng nhiều cái bạn mà kỹ sư Việt Nam á, thì bị cái ngoại ngữ nó yếu ha. Thì nhưng mà cái thời buổi hiện nay thì không có cái đó là không được đâu, cho nên là nếu mà anh em nào mà thấy mình còn chưa có cứng thì nên practice cái đó, nó còn quan trọng hơn là mình đọc mấy cái Medium hay gì nữa đó, cái đó cũng quan trọng ha. Thì share thêm cái phần đó thôi. Vâng, thực sự em có cái đấy là chắc chắn rồi. Nên là thực ra bây giờ em thấy các bạn là rất là tốt đấy, tại vì được bố mẹ Thì anh trợ nghĩ cấp là phần các bạn rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mà bây những ai giờ. mà chưa có Ngày tốt xưa đó, ấy, thì nó cũng cũng xem như cái remind để mà mình nhắc nhở mình mỗi ngày rồi để may mình. mắn, thực sự các bạn bây giờ rất là may mắn luôn, đặc biệt là thế hệ sau anh em mình, thực sự nó phải cố gắng hơn. Thực sự ok, em sẽ đi thêm một câu nữa nhé, câu cuối luôn. Đâu là Rồi. biggest take away của các anh trong quá trình leo lên được vị trí senior? Cái này câu này rất hay luôn, tại vì leo lên được ấy có hai kiểu leo, một là internal promotion và hai điểm vận. Thì thực sự cái này rất là thì anh em chắc là chân thành nhé, Ừ. chân thành Ok. Để giỏi này. hai cái view luôn. Ok, mình có thể thật ra mình hai cái direction mà Lâm nói, thật ra mình đi cả hai. Cái đầu tiên là cái internal promotion thì cũng khá là may mắn, thì lúc trong thời mình đã si cái năm mà trước khi mà mình ra đi thì mình cũng đã được promotion lên senior. Thì trong vòng cỡ mình nghĩ là cỡ 2 năm rưỡi 3 năm cỡ khoảng thời gian đó thì mình được promote. Rồi còn một cái tiếp theo đó là sau khi mình qua OKS thì cũng đã được promote lên là Engineering Lead, thì cũng cầm cỡ đó là đánh theo level bên này đi, nó cũng gọi là staff đi ha. Đó, là hai cái. Thì cái big takeaway của mình thì cũng có hai cho hai trường hợp nha. Trường hợp đầu tiên là internal, thì đó là những gì mà anh Huy với mình chia sẻ nãy giờ, thì các bạn phải biết cách để mình làm sao mình leo từ junior lên senior, rồi cải thiện cái kỹ năng về kỹ thuật, cái những kỹ năng về quản lý, về domain, về khả năng mentorship, leadership nữa để leo lên được trong internal nha. Và đặc biệt là trong những cái performance, nếu như các bạn đặt kế là các bạn muốn promote rất là nhanh thì các bạn phải đạt được cái performance review cho mỗi năm nó phải ở rất là tốt, thì các bạn phải nỗ lực rất là nhiều. Và cái biggest takeaway thì anh Huy cũng đã chia sẻ là các bạn phải biết được là sếp của các bạn đang mong chờ điều gì ở các bạn, công ty của các bạn đang mong chờ điều gì ở các bạn, và các bạn phấn đấu trên cái mục tiêu đó để các bạn internal promotion. Đó là về internal promotion. Còn về mình đi phỏng vấn nếu mình leo được rank á, thì nó lại đến cái vấn đề là mình show up tốt trong cái buổi phỏng vấn, mình có được kết quả tốt trong cái buổi phỏng vấn là tất nhiên là mình sẽ claim được cái high level, mình sẽ up được level của mình lên. Đó thì để interview được tốt thì như Lâm nói mình phải chuẩn về angle, mình phải good về domain, mình phải có Tiếp thôi chứ không có cách nào system design. và có những cái kỹ năng mềm khác nữa, thực Nhân sự mềm khác nữa. phỏng vấn đấy. Cái system design thật ra là kỹ năng mềm rất là cao. Nó làm sao mình có thể write được nó, mà làm sao mình có thể dẫn dắt được cái hội thoại đúng không? Để cho cái người interviewer, cái người phỏng vấn của mình đi theo mình luôn, chứ không phải là người phỏng vấn mình dắt mũi mình đi nữa. Thao túng tâm lý. À, hiện tại Lâm Thì đang dạy cái khóa thao túng tâm lý đấy nhá, anh em đăng ký. chắc chắn là khi mà các bạn làm được điều đó thì cái kết quả phỏng vấn sẽ rất là tốt và rất là dễ để các bạn điều được cái răng cao hơn cái răng hiện tại bạn cỡ công ty hiện tại. Đó là hai cái takeaway của mình. Thì anh Huy ra rồi cỡ sẽ sẽ gì cơ Mình thấy là mình thành xe là cũng đầy đủ rồi. xe thực sự thì nói thật là có, thực ra là em cũng xe là mình cá nhân, tại nói thật là nhiều công ty kể cả head, head rồi đấy
Chủ cũng nói với em là promotion internal rất khó, như Google hay là chắc công ty của Thành hay là Huy, nó không quá Khó. dễ đâu. Nên Thành ra còn nói tôi thả mày đi phỏng vấn ấy, hát là nói với em ấy, cố đi để đưa đạt được ấy, mặc dù nó cũng không dễ, thế cho nó nhanh chứ còn ngồi đấy ngồi, tại vì internal promotion nó rất là lâu, mà chưa kể nó liên quan đến có thể politics hay gì đó. Tại vì nói thật là phải bao nhiêu người vào đánh giá, làm slide các kiểu, phải có hội đồng đánh giá xem cậu này làm trong một thời gian bao nhiêu, ít nhất 1-2 năm. Rồi sau đó là có ngoan không, gọi là dùng từ ngoan, kể cả là ngoan không thì mới cho, tại vì rất nhiều người vào đánh giá. Mà làm với 10 người thì mình không thể tránh được, cũng mặc dù không mong muốn đâu, có thể một số bạn không thích mình, chuyện bây giờ bình thường. Nên thành ra nó khá là bias. Nên là khá là hên xui. Còn đi phỏng vấn nó sẽ giảm thiểu được cái đó, mà trong thời gian nó không phải chờ đợi trong đau đớn. Thì promotion đấy là nó chờ cả năm, cả 2 năm. Chờ con mỗi sinh rất là lâu. Đúng. Mà cuối cùng các bạn Mình muốn lên, chưa em nói tiếp thì anh sẽ sao. mà các bạn muốn promotion là các bạn muốn lên lương đúng không? Đó là thứ các bạn muốn. Chứ nếu mà các bạn chỉ cần một cái danh ấy thì cứ đến anh Lâm, trong trái tim anh các em luôn là một staff engineer hay là những manager, thì chắc chắn ai muốn như thế cả đúng không? Đơn giản là anh em có những cái benefit khác, nên thành ra kể cả là internal promotion hay là đi phỏng vấn mà đạt được cái rank level đấy đều tốt cả thôi. Nhưng mà có vẻ thấy là tốt cái interview mình có thể dễ dàng đạt được cái đấy hơn theo các mình quan điểm cá nhân. Và đương nhiên là cái chuyện ấy mà các bạn, nếu mà các bạn sẽ nhiều bạn question là nếu mình đặt phỏng vấn được nhỡ ăn may thì sao, nếu mình không đủ năng lực thì sao, thì trong quá trình bạn nhận việc ấy thì cái sẽ có probation là thử việc ấy, các bạn đủ hay không thì biết ngay, nên là đừng có lo, sẽ có cái thử thách ít nhất là các bạn dám thử. Và nói thật về anh là cái chuyện quan điểm cá nhân là em cũng đã từng ở level, cũng cũng ví dụ ở một emotional ha, em đã ở level staff, là trong lúc đấy em có 5 năm kinh nghiệm thôi, tức là level software engineer 3 ấy. Thì thực sự em bắt đầu từ cái kinh nghiệm phỏng vấn hơn, chứ để mà promotion mà lên 5 năm kinh nghiệm lên staff ấy thì 5 năm nó cũng cũng ngắn đấy, thực sự luôn phải nói đó. Nhưng mà do là một phần là do em đi dạy phỏng vấn ấy, nên thành ra là em được practice rất nhiều và đi phỏng vấn người khác nữa, nên thành ra là vẫn nó vẫn ok, nên thành ra là hiện tại cũng level cũng ngang ngang. Thế nên là đây là chia sẻ thêm một chút. Senior cũng thế đó, nhiều bên cũng đi, ngày xưa em ở Grab cũng role senior các kiểu đó. Thì nói chung là phỏng vấn thầy cảm thấy nếu mà các bạn có kinh nghiệm phỏng vấn nó dễ hơn, tại vì trong cái thời buổi này layoff nó nhiều, nó structure lại, mình có cái đấy mình cũng kiểu an tâm hơn, đi ngủ ngon hơn. Ok, để chia sẻ cá nhân. Còn không biết là anh Huy có thêm gì không, cái này hay quá, câu này hỏi hay quá. Chỉ xe thêm là nhiều khi nó còn yếu tố hên xui chút nữa, là ví dụ tại vì trong mấy cái big tech, trong mấy cái team nó có cái quota, tức là nếu mà hết quota rồi á, em xuất sắc tới cỡ nào trong năm đó thì cũng cũng chỉ là cùng lắp với đánh giá em trên trung bình thôi, tại vì hết quota để cho cái chuyện promotion rồi á, cho nên nhiều cái nó ngoài cái control của mình nữa trong những cái mấy cái chuyện đó. Với lại có những cái gọi là sao đây, chọn đúng nền văn minh đi ha. Ví dụ như là vô cái team mà nó làm được nhiều cái mà anh em dễ sâu lên, lại gặp sếp nice chẳng hạn, em sẽ dễ lên. Cái người sếp cũng rất là quan trọng nha, gọi là nếu mà chúng cái team mà nó không có cái room để mà phát triển nhiều thì gọi là cũng là hơi thiệt thòi luôn á. Hay gọi là chỉ phải chọn Nói chung đúng là nhiều cái nó nằm ngoài tầm control của mình luôn á, bất mình. kể Quá hay thật phải sự chọn đúng nền văn minh. luôn, mình Nhiều khi là mình nỗ lực thiệt là nỗ lực, nhưng mà vô cái nền văn minh nó hơi xấu một chút thì nó lại không bằng, mà người nỗ lực nó thấp hơn mình nhưng mà nó lại trúng cái giống như hạt giống vô đất tốt vậy đó, nó mọc. Thì cái đó anh em cũng đừng có mà thất vọng nha, tại vì cái nó vận hành là như vậy, cái nói chung luôn ngoài xã hội nó vẫn đang vận hành vậy, nhiều khi là nó có nhiều cái duyên số nữa. Nhiều cái nó nằm ngoài còn cho, nhưng mà cái mình control được là cái gì, cái nỗ lực của mình, cái công việc của mình cứ làm tốt cái phần đó đi, rồi cái kia thì
ít nhất là mình nỗ lực thì nó sẽ tốt hơn là mình không nỗ lực rồi ha, còn cái chuyện kia thì nó ngoài tầm kiểm soát, thôi kệ nó đi ha. Do là ngoài tầm kiểm soát em rồi, em nghĩ là thành ra ấy, là đôi khi Hoặc là vẫn như như là em phải kể đó, có thể lương làm phỏng vấn, cái hướng là mình gọi là lương phỏng vấn không có cố đắm ăn xôi nữa, kiểu mình kiểu sao đi bắp, thật là qua rất nền nhiều đi cây như thế là luôn, làm ăn mới thật sự rất đó, nhiều cây thế là quá chán nản về cái chim việc không chọn cành là mà đậu. mình cống hiến cho công ty ấy, nhưng mà không được promotion đấy, nên thành ra là khi đã hết động lực rồi đi chỗ khác. Và chắc chắn một điều là không có một người nào, tức là rất hiếm thôi, rất ít cái ca này dành cả cuộc đời để làm cho một công ty cả, kiểu gì thì kiểu các bạn cũng phải phỏng vấn độ vài lần, nó rất khó. Nếu mà trong trường hợp nếu mà các bạn ở ví dụ nhé, là các bạn nếu mà trong trường hợp các bạn là level rất cao ở một công ty A, nhưng mà skill các bạn tệ, các bạn chán công ty A, các bạn chuyển sang các bạn phỏng vấn mà skill kém ấy, thì các bạn bị down level nhé, đang làm staff đúng không, có thể chuyển sang là senior hay là gì đó, manager chuyển sang làm IC, thì thực sự cái này nhé, nó còn kỹ năng kia phỏng vấn nó còn giúp cho bạn mền thêm cái sự nghiệp của bạn nữa, cái này là rất quan trọng. Đôi khi thành ra anh em phải nói chung cũng phải học học tất phỏng vấn này trong sự nghiệp này, học code, học gì nói chung là thực sự đủ hết, nên thành ra vì sao mà cái nghề này nó khó đấy. Khó nên nhiều người ta tưởng là dễ ăn, nhưng mà vô để mà Có mình lâu có hơn bách khoa 96 đúng không, chuyện đúng khi mà rồi, em bắt đó tay chính xác dễ ăn đúng rồi, em chín đâu. sáu là giỏi đấy. Phải nỗ lực mỗi ngày đấy. Thế thì rất là cảm ơn Trấn Thành và cả anh Huy đã tham gia buổi webinar hôm nay của Angel Pro, thực sự là rất là hay luôn đấy. Buổi này em nghĩ là rất là add benefit rất nhiều cho các bạn. Em hy vọng là lần sau anh em mình có thể những cái chủ đề khác hay hơn để có thể mời anh em discuss. Thế hôm nay chắc là anh em mình dừng ở đây để cho các bạn đi ngủ và xem là bóng. Ok. Ok, chào mọi Bye người nha. Rồi, bye chào anh mọi em. người. Dạ. Bye bye. Bye bye.